Nhà dân chủ mạo hiểm tính mạng tuyệt thực 3 ngày vì Nguyễn Văn Hóa Ngày 12 tháng 5 năm 2019, Nguyễn Văn Hóa kể với hai gương mặt chống đối đang thi hành án khác là Hoàng Đức Bình, Nguyễn Bắc Truyện rằng mình vừa bị đánh bầm dập và bị phạt biệt giam vì từ chối hợp tác với cán bộ điều tra. Cùng ngày, Bình và Truyện tuyên bố tuyệt thực để bảo vệ Hóa. Sau buổi thăm tù ngày 23 tháng 5, gia đình bình truyền tin này ra ngoài và phạm đoan trang phát động một chiến dịch truyền thông để bên vực ca ngợi hóa bình chuyển đồng thời công kích hệ thống nhà tù việt nam trong tuần qua chiến dịch truyền thông này đã phát triển theo hai hướng thứ nhất họ ca ngợi hành động tuyệt thực và người tuyệt thực phạm đoan trang hô hoáng rằng vào ngày 28 tháng 5, Bình và chuyển đã tuyệt thực sang ngày thứ 16 và yếu dần trong khi một số gương mặt chống đối đang tại ngoại cũng đăng ký tuyệt thực tiếp sức từ 1 đến 3 ngày, hoặc tổ chức thấp nến cầu nguyện để ủng hộ linh hoặc tổ chức thấp nến cầu nguyện để ủng hộ. Linh mục Ngô Văn Kha của nhà thờ Thái Hà gọi tuyệt thực là đỉnh cao của cuộc đấu tranh bất bạo động. Trong đó, phạm nhân lấy tính mạng của mình để lên án nhà tù, lên án chế độ và thể hiện sự đoàn kết với nhau. Khi đưa ra các thông điệp vừa nêu, giới chống đối và các tổ chức quốc tế luôn mô tả, hóa, bình và chuyển như những người bị bỏ tù vì tham gia hoạt động bảo vệ môi trường. Cách mô tả này sai sự thật, vì ba người vừa nêu bị truy tố do tham gia hoạt động tuyên truyền chống nhà nước, hoạt động lật đổ nhà nước, trong đó có trong đó có người đã tham gia bạo động. Thứ hai, Phạm Đoan Trang tuyên truyền rằng nhà tù đã im đi nhiều thư khiếu nại, thư, thi thư liên lạc với gia đình của hóa. Và đây là điều sai trái, vì mọi người đều có quyền được tiếp cận thông tin hệt như các công dân bình thường. Trang nhận xét rằng, Trang nhận xét rằng, nhà nước luôn bưng mít thông tin vì thông tin khiến người dân có sức mạnh. Từ đó, Trang kêu gọi cộng đồng trang bị thông tin cho mình, cho nhau và luôn tìm mọi cách để kẻ ác phải chịu trách nhiệm, chịu thiệt hại vì hành động của chúng dưới bất kỳ hình thức nào. Trang tuy... Tuyên bố của Trang là sai sự thật vì trái với quy chế trại giam ở hầu hết các nước. Các bộ tèo của Nguyễn Văn Hóa có quyền dùng truyền thông để phản ánh các vấn đề của trại giam. Tuy nhiên, truyền thông phải phản ánh đúng sự thật để chỉ ra những điểm sai lệch trong truyền thông về vụ Nguyễn Văn Hóa. Chúng tôi có thể đặt ít nhất hai câu hỏi như sau. Thứ nhất, nếu tuyệt thực thực sự là đỉnh cao của cuộc đấu tranh bất bạo động, trong đó, phạm nhân lấy tính mạng của mình để lên án nhà tù lên án chế độ như linh mục ngô văn kha nói thì vì sao mọi nhà dân chủ từng tuyệt thực đều sống khỏe cho đến nay và những đợt tuyệt thực tiếp theo dài từ nửa ngày đến ba ngày nhằm mục đích gây cười hay gì thứ hai nếu nguyễn văn hóa chỉ hoạt động vì môi trường không có mục đích chống nhà nước thì vì sao hóa lại tham gia đảng vi tân và được đảng này đưa đi huấn luyện ở nước ngoài. Vì sao các trang tin ủng hộ hóa đều có nội dung chống nhà nước? Tại sao Hoàng Đức Bình vẫn là nhà hoạt động ôn hòa, bất bạo động? Trong khi ngày 2 tháng 4 năm 2017, Bình đã cùng Bạch Hồng Quyền đưa người bao vây tấn công tổ tuần tra của công an huyện Lộc Hà và công an xã Thạch Bằng, làm một công an bị thương. Bao vây đập phá tài sản <laughs> bao vây đập phá tài sản nhà trưởng công an xã Thạch Bằng, kéo lên chiếm trụ sở công an huyện, ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà. Về ý kiến của Phạm Đoan Trang, xin trả lời rằng theo khoản 1 điều 47 luật thi hành án hình sự năm 2010, phạm nhân được gửi thư mỗi tháng hai lá thư, trường hợp cấp bách thì được gửi điện tín. Giám thị trại giam, giám thị tạm giam, giám thị trại giam, giám thị trại tạm giam thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện phải kiểm tra, kiểm duyệt thư điện tín mà phạm nhân gửi và nhận. Như vậy, giám thị trại giam có quyền không gửi thư của hóa nếu thư chứa nội dung vi phạm các quy định về an ninh trật tự. Ngoài ra, tù nhân ở hầu hết các quốc gia bị giới hạn khả năng liên lạc với bên ngoài, chứ không có chuyện mọi người tù đều có quyền được tiếp cận thông tin hệt như các công dân bình thường như đoàn trang nói.